Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, huyện Phù Cử đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ngày 18 tháng 2, sau khi nhận được thông tin về việc ông Vũ Hồng Văn ở phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đang thuộc diện cách ly theo dõi vì nghi nhiễm COVID-19, trở về thôn Trà Dương, xã Tống Chân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Tống Chân đã đến nhà tìm hiểu lịch trình di chuyển, thực hiện phun thuốc khử khuẩn khu vực nhà ở và tư vấn cho ông Văn cùng các thành viên trong gia đình các biện pháp cách ly, phòng bệnh. Mọi sinh hoạt của ông Văn hiện đã được bố trí tại khu nhà riêng. Ngay từ khi có thông tin về sự xuất hiện của dịch bệnh COVID-19, các cấp ngành, đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện Phù Cử đã nhanh chóng vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, phát khẩu trang miễn phí để nâng cao sự hiểu biết và ý thức phòng chống dịch cho người dân. Công tác phòng chống dịch bệnh cũng được Trung tâm Y tế huyện triển khai cụ thể đến toàn bộ hệ thống y tế cơ sở với tinh thần phòng chống dịch bệnh như chống giặc. Nắm chắc đối tượng người nước ngoài và người ở vùng dịch đến địa phương để có biện pháp giám sát cách ly tại cộng đồng và nơi lưu trú. Cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Trung tâm Y tế thì luôn chuẩn bị sẵn sàng từ cơ sở vật chất đến các trang thiết bị, máy móc, các kíp điều trị được đầy đủ. Vừa rồi đã có 2 trường hợp là người Trung Quốc sang Việt Nam. Thế thì chúng tôi đã thực hiện cách ly tại cơ quan xí nghiệp, được cán bộ y tế theo dõi thân nhiệt 1 ngày 2 lần để báo về trung tâm. Hiện tại thì 2 công dân người Trung Quốc này đã hết thời gian cách ly và khỏe mạnh bình thường. Sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành trên địa bàn huyện Phù Cử đã góp phần đảm bảo an toàn cho cộng đồng và ngăn ngừa dịch bệnh có thể lây lan khi xuất hiện. Với người dân huyện Phù Cử thời điểm này, dịch COVID-19 không còn quá đáng sợ bởi họ đã được trang bị khá đầy đủ các kiến thức cần thiết về phòng chống dịch bệnh.